Chào quý vị thân mến, thêm một gian hàng đem đến một sản phẩm có 102 rất là ấn tượng, tốt cho sức khỏe. Quý vị có nghe bao giờ tảo sắn chưa? Hay là nhân sâm? Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở tại gian hàng tập đoàn Tảo Sắn Đại Việt, và ngoài ra thì có kinh doanh thêm về nhân sâm. Và để hiểu rõ hơn về sản phẩm ở đây như thế nào, chất lượng ra làm sao, thì xin được mời quý vị sẽ trực tiếp nghe chủ doanh nghiệp chia sẻ. Xin được mời anh ạ. Liên quan tới vấn đề tạo sắn mà Việt Nam đã tiếp cận từ năm 1974, trong quá trình nghiên cứu thì do về điều kiện kinh tế Việt Nam tới 6 năm gần đây, thì công tập đoàn của Đại Việt đã sản xuất ra những sản phẩm để cung cấp cho người dân tăng cường sức khỏe, hỗ trợ trong quá trình điều trị. Tập đoàn đã tạo ra những sản phẩm gần đây được tiêu thụ trên thị trường rất tốt, tất cả đều có giấy phép sản xuất đạt tiêu chuẩn ở Việt Nam, trong nước, trong ngành y tế, trong các liên quan thậm chí đang làm đến cả xuất qua Mỹ, nên sản phẩm này là cạnh tranh với nhiều loại và các nước lân cận. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vấn đề tiêu chuẩn của ngành y tế, và sản phẩm đang được lan rộng dần trong thời gian 6 năm. Tôi là bác sĩ hỗ trợ vấn đề chuyên môn mà chuyên khoa về dinh dưỡng, nên anh đã hỗ trợ cho công ty liên quan tới sản phẩm này. Tất cả sản phẩm này đặc điểm nó là được tổ chức cho tới thế ca ngợi, đó là sản phẩm lý tưởng trong tương lai về vấn đề dinh dưỡng thực phẩm dinh dưỡng. Một thành phần dinh dưỡng có tạo sống đã được ghi nhận, nó là một sản phẩm chúng chưa lấy hả? Bắt đầu luôn hay sao? Tại vì anh không kêu là đổi lại chương trình, anh hỏi anh Phong. Ấy hỏi là anh Phong chút là anh Phong mới kêu đổi lại chương trình, anh hỏi anh Phong. Là nhanh quá, anh có người trao đổi với Phong rồi. Giờ bây giờ lên mình làm nhanh thôi. Không ý là giờ lên sân khấu luôn hay sao? Cho người ổn định lên sân khấu nha. Đúng rồi, đúng rồi. Còn bệnh bắn về sức khỏe khác, còn bệnh tất cả bệnh tùy nhiễm, nhưng mà đây nhiễm là nâng cao sức khỏe cho người dân. Dạ, một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức khỏe rất là tuyệt vời, đến từ Đại Việt, Tảo Sắn. Và bên cạnh đó thì cũng có nhân sâm rất là chất lượng, tốt cho sức khỏe, đang có một mức giá rất là ưu đãi. Thanh toán bao nhiêu phần trăm là Việt Nam đồng ạ? 30% là BTS và 70% là tiền mặt quý vị nhé. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay cho mình những sản phẩm chất lượng với những mức giá ưu đãi rất là tốt cho sức khỏe này nha. Và giờ đây xin cảm ơn doanh nghiệp rất là nhiều, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.